em chào các bác nhá, à, cũng như là lời hẹn của video trước đây, hôm nay này em tiến hành à, thả giống ở cái phân khô nhá. Hôm nay các bác vào xem à, từ từ xem à, những cái phân khô này mà các bác làm á, mà nó mà không kỹ là con chuồn nó sẽ hỏng nhá. À, thì hôm nay các bác vào xem em sẽ chia sẻ cho các bác tóm tắt trong quá trình em làm cái đống cho chuồn ăn một lần này nha các bác nhá. Em tận dụng ở cái khu vực chăn nuôi đọn ngày xưa này, nền bê tông nhá các bác nhá. nguồn phân đi các bác nguồn phân là uh, nguồn uh, phân bò khô đây em nói và chia sẻ cho các bác cái nguồn phân bò một tí á cái phân bò nó cũng rất là quan trọng này các bác này <laughs> em đã sạch một bao này các bác cố gắng làm sao tìm cái đối tác á, lấy cho mình cái phân bò vụn này phân bò vụn nhá phân bò một trăm là phân bò đấy. nhưng mà mình lấy cái loại phân vụn đấy các bác nhá đó lấy là phân vụn Nha tí nữa em quay lại em chia sẻ cái này sau nhá cái này là em để lại là có mục đích hết này tí nữa em sẽ chia sẻ sau nhá còn cái mặt đầu tiên là các bác đổ phân bò đó cái phân bò đó vào đây này hôm nay em đã chuẩn bị giống rồi để em thả này thì phân bò cho vào đây nhá các bác phân bò cho vào đây thì các bác bơm cho em nước cái này là cái quan trọng nhất nó là cái nguồn nước bơm vào nước thì các bác dùng nước ao hoặc là nước giếng à, không dùng nước máy nha các bác nhá nước máy là có cái GO um, uh, là nó không không được là nó không phát triển được đâu Đói, phân là các bác đảo cho em này muốn biết làm sao được cái độ ẩm cái phân đã đủ chưa thì các bác đây em thò tay này tay không này các bác này hôm nay trời tối nên em phải bật đèn nét nha các bác xem thì chắc nó không được ngon lắm nha các bác thông cảm đây này phân này các bác này đó phân bò các bác bỏ vào nhá các bác vắt ra thấy nước này đó vắt ra nước chảy nha bới từ trên dưới không nóng nữa này từ trên dưới này các bác phải sọc ống vào nhá bác bới từ trên dưới này sờ cái hố nó không nóng nữa vắt ra nước này nước chảy này đó nước chảy không dòng đó là cái phân bò nó đã ngấm đủ nước mà cái phân bò này ấy, nó ngấm đủ nước là nó không nóng nữa còn nếu nó chưa ngấm đủ nước là nó sẽ bị nóng nha các bác nhá các bác thả cho em nếu làm như kiểu này ấy, các bác thả cho em 50 phân không ảnh hưởng gì như cái hố này đấy những cái video trước em quay cho em chia sẻ với các bác đấy là cái chỗ này của em là mua hơn 300 bao nha nên em thả 200 mét vuông nói chung là chỉ được khoảng 180 mét vuông là chính xác cái bớt lại chỗ kia là vào 30 bao nhá thì là nó vào vào khoảng cỡ một trăm bao đó em đổ như cái chỗ này là là phun nuống luôn này một trăm phân bò khô không có một cái gì nhá tí nữa là em thả giống xong bắt đầu là em sẽ uh, phủ rơm lên trên uh, em nhắc lại cho các bác này phân bò khô các bác đổ vào đây này nếu các bác muốn cho ăn một lần làm như thế này á, là vừa ra phân rất là tốt mà con thu phát triển cũng rất là ok nhá các bác nhá em làm cái như này rất là nhiều rồi chứ không phải là bây giờ em mới làm đó như cái này là em ít lên video bởi những cái này ấy, thật sự một câu ấy là nếu các bác nào mà muốn xử lý muốn mà dùng cái phân trùng quế đều ấy, mà mình cứ năm nào mình phải dùng cái phân trùn quế thì các bác mua phân này về làm nhé làm là cái nào có nãi này <laughs> tức là nếu làm ra phân trùn quế thì các bác làm ra nó nằm vào khoảng nghìn nghìn nếu bác phải đi mua giống thì nó mất một lần đầu thôi còn nếu làm ra là nó rơi vào khoảng cỡ một à, nghìn rưỡi một nghìn đến một nghìn rưỡi Nhà, kể cả tiền giống như chúng em này mà chúng em bán cho các bác này chúng em có lời đấy nên là em hôm nay em chia sẻ rất thật với các bác đó là như vậy ừ. thì nếu các bác nào á, mà nếu như mà mình phải cần dùng cái phân trùng quế suốt nhá à, quanh năm ngày tháng mình phải dùng đấy cái phân đó thì các bác mua nên mua phân về các bác làm này các bác mua một ít giống về các bác làm đó còn em nhắc lại là cái phân này tại vì em phải nhắc đi nhắc lại cho các bác này các bác phân bò này nhá các bác chọn những cái đô nhà đối tác ấy là mua người ta mua phân vụn phân bò cào đống nhá cứ khô đâu cả đấy trên mặt đấy chứ không không phải là 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 súc sấn đâu nhá đó là cái phân bò cái chất lượng phân bò nó rất là quan trọng cái đầu vào này thứ nhất là phân bột là về nó ngấm nước này đó, thứ hai là cái chất lượng phân làm sao cho nó đảm bảo cho mình đó là cái đồng nguyên liệu đầu vào đó là rất là quan trọng đó thì uh, tưới thì các bác tưới cho em nhé hôm nay một tí mà một tí cứ tưới làm sao mà nó xuống đến cái uh, nước xuống cái nền là được đó cái này thì các bác làm nền bê tông nhé các bác làm nền cát các bác không bổ sung được nước đâu đó nền bê tông đó xong vào các bác đổ xuống mai sau bác hót cũng dễ đó tưới cho em khoảng cỡ một tuần thì mới ngấm đủ nước nhá đừng có tưới một lần một lần là thấy nước ướt nó chảy xuống tận đáy đấy thế nhưng ngày mai á là nó lại ngấm vào trong lại khô ngay bác cứ mỗi một ngày bác tưới cho em hai lần sáng tưới một lần chiều tưới một lần tưới đến bao giờ thọc tay xuống cái hố này các bác này thọc tay xuống dưới này hiểu chưa sờ thấy nó lạnh đó, nó lạnh, bao giờ nó lạnh này, thì thôi, đó lạnh thì thôi, đó đó là là cái cái đấy là cái quan trọng nhất. còn nếu như nó đang còn đang phân hủy đang nóng nhá, thì các bác à, không nên thả giống. Đó. nó lạnh là cái hố nó cái hố này nó đã lạnh rồi, Thì đồng nghĩa là cái phân mình đã ngấm đủ nước rồi. Đó. đấy. còn à, thả con giống như thế nào, đây các bác nhìn này, em đếm cho các bác này, hai này, bốn này, sáu này, tám này, chín này. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tức là 20, 20 túm này Em thả là 100% là kén trứng nhá. Em sẽ bốc ngẫu nhiên mấy à, bao cho các bác xem nhá Là xem trong đó là kén trứng hay là chùn Là em thả nhá Đây các bác này Thành công hay thất bại là do cái này này các bác này Cái này toàn bộ kén trứng hết nhá có nhưng mà nó không đáng kể thỉnh thoảng có con chuồn nở rồi nhưng con chúng con nở rồi nhưng mà tỷ lệ rất là ít chủ yếu là kén trứng em nói cho bác này đó các bác nhìn chưa quan trọng nhất là mình làm như thế nào thôi để cho con cái kén trứng nó nở được đấy nhá có đây này có có nở ni ti rồi này đấy nhưng mà tỷ lệ rất ít hôm nay nó tối quá rồi em cũng tranh thủ em em quay em làm video cho các bác đó. Làm sao được khoảng cỡ 10 đến 15 ngày sau mà kén trứng nó nở ra đồng đều thì em hẹn các bác khoảng 10 đến 15 ngày sau em sẽ làm video cái hố này cho các bác. Có nở đây này các bác này. Đấy. Tức là nó là kén trứng và chùn mới nở. Thì lại chúng nở. Nhưng mà vào để nó nở được cái môi trường này nhá thì các bác phải làm kỹ cho em cái nguồn nước. Các bác làm sao đảm bảo cho em nhá là cái hố không còn nóng lên nước bác thọc tay vào để qua đêm sáng nay bác tưới bác để sáng mai bác thọc tay xuống dưới ở dưới nó chỉ hơi bấm là được còn nếu mà ở dưới phải thấy nóng nhá là phân chưa ngấm đủ nước bác cứ tưới đi cho em tưới đến bao giờ bao giờ bao giờ nguội là đủ nước ấy có con giống này không cần phải 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 thả trùn đâu các bác đấy nhá thả là thả kén trứng cái này thả trùn cũng được nhưng mà nó không hiệu quả lắm đâu kén trứng thì tốt nhất một cái môi trường à, mới nạ nha cũng có thù này nhưng mà rất là ít một cái môi trường mới nạ nha nguồn phân mới thì để cho kén trứng để nó thích nghi luôn bác hiểu chưa cũng kiểu dâu mới về nhà chồng à, thả cái cái kén trứng này vào nó lở ở cái môi trường này là nó tự nó phát huy ở cái môi trường này rất là mạnh nó mất khoảng 10 năm ngày đầu là à, kém ở với với điều kiện là cái kén trứng nó mới nở mấy cái con trùng con mới nở xong mà ngoài ra có khoảng 20 ngày thì sự phát triển tụt tụt cùng ở những cái loại cái cho ăn kiểu này, Đói, nó sẽ đâm rất từ sâu xuống dưới, nó đâm từ trên dưới bởi cái phân này nó nó thoáng, mình không bổ sung phân tươi vào hàng ngày, dẫn đến là cái hố mình nó chỉ đọc giai đoạn kén trứng như giai đoạn mình thả này là đọc này, nó là kén trứng. Thế nhưng con trùn là nó lở ra phát, nó tiết được cái dịch ra. Thứ hai nữa là trong cái giá thể của mình này, cái giá thể những cái cái, cái cái sinh khối của mình mang vào này, sinh khối kén trứng này trong cái đó nó có bao gồm rất là nhiều các loại dịch để nó tưới xuống để nó xử lý được cái phân của mình dẫn đến là không bị đọc nữa đến lúc con chùn nở ra phát là cái phân mình cũng là nó đã xử lý của tạm ổn rồi con chùn sẽ tấn công từ trên tấn công xuống nhớ là giữ cho em độ ẩm giai đoạn này giữ cho em độ độ ẩm khoảng cỡ 60 phần trăm nha đảm bảo các bác bới cho em ba ngày đầu các bác bới cho em từ trên dưới cho em cứ giữ cho em độ ẩm như thế đến bao giờ con chùn nó lở bác nâng cho em độ ẩm lên khoảng 75% duy trì như thế cho em đến lúc con chuồn to Đấy, đến lúc con chuồn to nó con chuồn nó lớn hết rồi nó lớn to này rồi nhưng mà các bác nâng uh, lên cho em khoảng một tuần là khoảng cỡ độ 80% bác chỉ để cho em một tuần thôi thì cái lúc ý là bác cho ăn thêm cho em một nợt phân này nữa <laughs> lúc ấy bác rắc lên mặt cho ăn một nợt này nữa Đó, là các bác lấy cái phân này cái phân này nhá em chia sẻ cho các bác rất là dễ các bác vứt hết những cái phân này vào cái đường luồng hoặc là cái góc của cái lỗ hố nuôi của mình nhá để chỗ nào cho nó gọn đấy mỗi một lần tưới cái hố kia thì các bác bơm cho em một ít nước vào cái lỗ này này bác rạch ra này bơm vào đây đó. đồng nghĩa mấy cái lúc mà đến cái lúc mà khoảng 10 đến 15 ngày sau thì những cái bao này nó đã ngấm đủ nước rồi đó ngấm đủ nước rồi thì bác chỉ cao lên mặt nhá cao phân lên mặt là bác bác lấy cái xẻ bác hết lên mặt phủ cho em một lần rơm nhẹ nữa thế là quay như xong chờ nó ăn hết được cái nấng này nhá nó ra hai dạng viên rồi thì các bác để nguyên cho em không động chạm gì nữa không tưới nước nữa tự rút ẩm tự do nhá rút ẩm tự do là bắt đầu là con chùn nhá là như em làm ấy là con chùn nó sẽ co cụm xuống dưới đáy bác hiểu chưa ở trên nó khô thì ở dưới đáy thì nó là 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 ẩm thì ẩm thì chùn nó co ở dưới thì mình xúc đến chạm chùn mình bớt lại cho nên cái máy sàng hoặc là cái 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 sàng thủ công hôm nọ em chia sẻ các bác đấy đó là như vậy đây nếu như mà mai sau mà cái đống này đây em vào cái sinh mai sau nếu như mà nó mà 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 uh, không tưới nữa thì bây giờ nó là ra đây nó thành phân đây bác nó thành vân viên hết như này các bác nhá đó thì bắt đầu ở trên này làm gì có chùn các bác phải bới sâu dưới mới có đấy chưa đấy ở dưới đáy này mới có đấy nó là như vậy thì đấy là hôm nay em chia sẻ cho các bác tóm tắt quá trình để em làm cái uh, con trùng quế đây các bác cần gì cho ăn đâu đấy, cóc nhái còn chui đầy này đây này mai sau là bác không tưới nước nữa là mai sau ra dạng phân viên như này đó thì bắt đầu bác xúc ở trên này bác cứ xúc này con chùn không bao giờ nó nằm ở trên đó bác cứ lấy cái cào bác cào này bốc hết toàn bộ phân này ra đó là một cái phân chất lượng rất là cao đấy nhá thì còn đâu là ở bên dưới nhá dưới này thì nó ẩm thì chùn nó sẽ nằm ở bên dưới này đó, đó là như vậy nhá thế này hôm nay em chia sẻ cho các bác à, cặn kẽ về cách nuôi con chuồn quế thả cho ăn một lần em nhắc lại với các bác này kiểu cách này nhá em nói bác làm 50 phân đã được đó, hố dày 50 phân đã được còn à, sinh khối thì đấy em lúc nãy em quay cho các bác đấy là sinh khối này không bao giờ có chuồn nhá em nhấn mạnh với các bác ấy, nếu như các bác thả chuồn vào cái chỗ này nhá là lượng chuồn sẽ bò ra bốn quanh cạnh ngay tại vì sao cái môi trường này môi trường cực độc lý <laughs> do là cái lượng phân nó quá dày nhá lượng phân em đã cho phun lên 4 đến 50 phân Được chưa nó quá dày nếu như các bác mà làm không tốt nhá à, nước không đủ nó chỉ cần một góc nó nóng lên thôi nó nóng lên nhiệt độ nó tăng lên nó phát là dẫn đến là con chùn nó sẽ à, giạt ra góc Được chưa nó không ăn Đấy. mà cần cái độ nước ẩm bao nhiêu nhá thì em nhắc cho các bác ấy, là độ ẩm của nó là cái môi trường này nhưng nếu như mà thả bằng kem trứng này thì em nói bác đạt tỷ lệ thành công 99% nếu các bác khô thì nó đã ăn ăn được mỏng này. Nếu, nếu khô ăn mỏng này. Nếu các bác mà 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 đủ nước đủ ẩm của nó nhá thì nó ăn rất là sâu. Nói. Đó là như vậy. Còn cái cuối cùng này là cái then chốt nhất mà video nào em cũng nhắc mấy các bác nhé. Tưới vào giai đoạn nào, tưới vào chiều tối. Các bác à, lặp đi lặp lại cho em, gọi là vênh nhau nửa tiếng thôi đừng có <laughs> đừng có thích tưới lúc nào thì tưới chẳng hạn như là các bác về 5 giờ chiều các bác tưới thì bác tưới từ trong vòng từ 4 giờ 5 giờ đừng có tưới sớm quá đừng tưới muộn quá là dung sai một tiếng thì cái con chùn đến ngày mai nó cái giai đoạn đó là nó biết là cái lúc ý là nước thì bắt đầu là nó, nó sẽ rạt ra nó sẽ chui sâu xuống dưới là nó theo thành cái tập quán thế là nó cứ theo thế đến ngày mai là tầm độ 4 giờ là nó lại tưới nước đấy thì là nó lại chui xuống thế nên là nó thành một cái bộ máy sinh học mình sẽ luyện cho nó thành một mỗi một lần nuôi mình sẽ luyện cho nó một cái thời gian mình cho ăn và một thời gian tưới đấy là những cái kinh nghiệm ở trong trại em là đúc kết em thấy những làm được như thế thành công trong lúa nuôi rất là cao tưới thì tưới bao nhiêu nước cho nó đủ thì tưới như thế này nhá các bác làm thì tự cái tay các bác biết các bác nên tưới nhiều hay tưới ít cái luống của bác sâu hay lông là tùy phụ thuộc vào cái cái cái, cái 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 nước tưới của bác mỗi một ngày em khuyến cáo các bác nếu ăn bò phân bò khô này ngày nào cũng phải tưới nhá ngày nào cũng phải tưới mỗi một ngày các bác tưới làm sao nước từ trên mặt vừa đủ ngấm xuống dưới đáy vừa đủ ngấm xuống dưới đáy là vừa đẹp luôn thì đến lúc là cái phân khô nó hấp thụ nước rất là nhiều bởi vì là nó đã bao nhiêu ngày nó khô rồi đó thì nào nó vừa lên đấy là vừa đẹp thì cái dịch nha hôm trước nó tiết ra một ít dịch các bác tưới như thế là nó bao phủ hết nó đưa một phần dịch xuống mà nó cũng không trôi được cái dịch bên trên đó thì là nó vừa đưa vừa xuống đến dưới cái tầm đáy đó để nó làm cho cái phân của mình nhanh phân hủy đi đó. để cho cái hệ thống vi sinh ở trong cái hố nuôi của mình nó phát triển mạnh lên đó. trong cái hố nuôi trùng quế không phải là một con trùng quế hoặc là một cái dịch côn trùng quế đâu mà trong cái hố nuôi trùng quế nó rất nhiều những cái loại vi sinh có lợi để nó làm cộng tác vào cùng đồng hành với con trùng quế để làm à, ra cái hố phân nhanh nhất nha phân hủy nhanh nhất thì những cái hố này em sẽ nói với các bác ấy, là hôm nay là hôm nay là bao nhiêu nhỉ hôm, hôm nay là hình như là âm lịch là 16 này 16 âm lịch này hôm qua là rằm này đấy là 16 16 hay 17 này em làm video này em nói với các bác ấy là những cái này ấy, em nói là cứng chắc đe luôn mấy các bác nó 40 ngày bới từ trên dưới không còn một cái nào cả lượng chùn ra nó còn giống thì các bác thả như thế thôi em không cân đâu nhà em em xúc áng chừng nhưng nó khoảng cứ 20 đến 25 cân kén trứng trên một mét vuông bao này nó nằm vào khoảng 25 cân đó, bao to khoảng 30 cân bao nhỏ khoảng 25 cân mà hai chục bao hai chục bao của chỗ này là Nà, chỗ này nó nằm vào khoảng cỡ 130 đến 140 bao phân bỏ khô cái đổ này thì em nói luôn là em không đổ nữa đâu, anh à, không quay cái lúc đổ nữa đâu. Đó, các bác đổ hết ra nhá, đổ ra này bác tung hết lên trên mặt cho em một lớp. Đó, cái biệt pháp cuối cùng nữa là cái này, nó là quyết định thành công hay thất bại, nó là do cái rơm này. Bác đổ cái sinh khối này ra thì bác rắc cho em một lớp rơm này, ngay cái lúc này là bác rắc đúng rơm này nhá. Đó, rắc lớp rơm này xong bác bác dùng cái uh, vòi nước nhá, bác không được tưới đẫm hôm nay nhá. Bác tưới làm sao? Vừa êm cái rơm rơm bên trên gọi là cái dơm rơm nó ơi êm lại đó là xong đấy các bạn nha còn uh, em làm video hôm nay nói nhiều nói nhanh rồi cực cực kỳ ấy rồi mà nó lên đến 16 phút rồi nha thế nên là thôi em sẽ dừng video ở đây mà để em đi em thả à, bây giờ nó nằm vào khoảng cỡ 5 giờ chiều rồi đó hôm nay là không có người hỗ trợ nên là một mình nó hơi cực ừ. em chỉ uh, nói là như vậy còn anh em nào xem uh, video của em mà muốn biết cái kết quả của em về sau này nó sẽ phát triển như nào em sẽ 5 ngày em làm hai cái mô hình như này đều ăn à, phân một lần ở trong kia thì em có bò bò nhà em có mấy chục con đấy đó em quay cho các bác nó khoảng bây giờ khoảng 30 con to nhỏ nó hai chuồng nhưng là nó chỉ phục vụ cái bên này đó là ăn xong một phát này em sẽ cho à, sang bên này đấy, còn hôm nay là à, chỗ này là chỉ có ăn phân bò khô thôi chứ không bao giờ có một tí phân bò tươi nào đấy nhưng mà cái pha cuối cùng là cái lúc mà giai đoạn khoảng 25 ngày trở ra là em sẽ cho ăn thêm một lớp phân bò này nữa đấy. nhắc lại với các bác ấy, là cứ từ ngày mai ra là bác thả giống xong là bác cái khênh vào cái khu vực bác cho ăn là bác khênh những cái bao này vào bác rạch cái lỗ ở dưới dưới ra này như cái lỗ em rạch này bác lấy vòi nước có bơm ở đấy mỗi hôm nó bơm ít đấy thì là khoảng cỡ 5 đến 10 ngày sau là cái bao này nó ngấm đủ nước luôn thế là các bác vứt lên mặt là xong luôn nhá đấy thì hôm nay em làm video cũng dài nói cũng nhiều rồi đó, còn bác nào chưa hiểu mà muốn uh, uh, chi tiết nữa về cách nuôi trùn quế cho ăn nổi ăn chìm Phù thuộc theo cái mô hình nhà mình Phù thuộc theo cái uh, uh, khu vực nhà mình Cái nguồn thức ăn nhà mình Thì các bác cứ zalo với mấy em Đó, Thả trong giống Các bác uh, em cứ nhắc lại nhé Các bác rắc rơm luôn cho em nhé Rắc rơm luôn cho em Quản lý kiến và các loại thiên địch uh, Ngay 3 ngày hôm đầu 3 đến 4 ngày hôm đầu Đó, Bởi vì trong quá trình mình uh, di chuyển mình xúc như này thì À, kiểu gì nó cũng có con chết nọ kia. À, dẫn đến là nó 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 sẽ bị ảnh hưởng về cái uh, uh, cái cái mùi nên là con uh, uh, kiến rồi các loại khác nó xâm nhập. Còn nếu đến lúc nó đã phát triển ổn định rồi thì cái môi trường con trùn con trùng ở môi trường khác, con khác ở bác nhé. Cuối video em xin chào và hẹn các bác video sau. Các bác nào xem video cho em xin một nút like và một nút đăng ký nhá. Chào và hẹn các bác video sau.